Theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, cách đây vừa tròn 15 năm, Liên quân với sự tham gia của hơn 30 quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch quân sự tấn công Iraq nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein. Cuộc chiến tranh này đã để lại hậu quả và nhiều bài học mang tính thời sự sâu sắc không chỉ đối với các quốc gia liên quan mà còn đối với cả khu vực và thế giới. Những bài học này cũng sẽ được chương trình Người quan sát ngày hôm nay đi sâu phân tích cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời có mặt tại trường quay lúc này: Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa Công an Bộ Công an, và Đại sứ Nguyễn Quang Khai, người đã từng có mặt ở Iraq và Trung Đông trong những ngày diễn ra cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau đây về cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Tháng 10 năm 2002, khoản chi 335 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là George Bush ký duyệt cho quốc phòng. Lầu Năm Góc nhận được 40 tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho cuộc chiến với Iraq. Ngày 5 tháng 2 năm 2003, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell cáo buộc Iraq tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Liên minh quân sự mà Hoa Kỳ và Anh chiếm tới 98% quân số đã tiến hành những vụ không kích đầu tiên vào lãnh thổ Iraq, mở đầu cho chiến dịch tự do Iraq nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Iraq lúc đó là Saddam Hussein. Và cuộc tấn công Iraq đã trở thành giai đoạn đầu của sự kiện mà dư luận trên toàn thế giới biết đến với cái tên Chiến tranh Iraq. Sự chênh lệch quá lớn về quân sự cũng như khí tài khiến quân đội của ông Saddam Hussein không có bất cứ cơ hội nào chống đỡ. Thủ đô Baghdad thất thủ ngày 9 tháng 4 năm 2003 và không lâu sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã tuyên bố chiến dịch kết thúc, đồng nghĩa với việc chế độ của Tổng thống Saddam Hussein hoàn toàn bị lật đổ. Một trong những điểm đáng nhớ của cuộc chiến này là việc Hoa Kỳ đã thành công trong việc tạo ra một cái cớ mơ hồ để đưa quân vào Iraq. Thời điểm đó, chính quyền Washington một mực khẳng định rằng Iraq vẫn đang sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và cho dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cả, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush vẫn phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq dựa trên học thuyết đơn phương đánh đòn phủ đầu của mình. Về phía Iraq, quốc gia này đã gần suy kiệt sau thất bại trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất và các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau đó. Bên cạnh đó, trước sức ép của Hoa Kỳ và đồng minh, Iraq còn phá hủy dần kho tên lửa của mình nhằm tránh nguy cơ nổ ra chiến tranh trong bối cảnh đất nước đang hết sức kiệt quệ và bị cấm vận. Mặc dù vậy, chiến tranh xảy đến như là một điều tất yếu. Chớ trêu là sau khi đã tiến quân vào Iraq và hạ bệ ông Saddam Hussein, Hoa Kỳ và đồng minh vẫn không thể tìm ra được vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq để làm lý do biện minh cho cuộc chiến. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, là người đã từng có mặt tại Iraq và một số quốc gia vùng vịnh vào thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, thì sau 15 năm ông nhìn nhận như thế nào về cuộc chiến này? Tôi đã từng làm việc ở Iraq 4 nhiệm kỳ, tổng cộng khoảng độ 16-17 năm. Và trong đó thì có 2 nhiệm kỳ làm đại sứ từ năm 1995 cho đến năm 1999 và nhiệm kỳ đại sứ thứ 2 là từ năm 2001 cho đến năm 2007. Cho nên tôi đã chứng kiến tất cả những gì mà xảy ra trước khi xảy ra cái việc mà Mỹ đánh Iraq năm 2003 cho đến sau đó. Thì tôi rất tiếc là cái chiến tranh đã xảy ra. Iraq thì như mọi người đều biết là với cái dân số chỉ khoảng 35 triệu người, nhưng mà tài nguyên thiên nhiên thì rất là lớn, trữ lượng dầu mỏ lên tới 145 tỷ thùng. Và sản lượng dầu là đạt đến 3,5 triệu thùng một ngày. Thế và đặc biệt là ở Iraq ấy, Iraq là cái nước mà duy nhất ở khu vực Trung Đông là có cái nguồn nước rất là dồi dào. Bởi vì là ở đây có hai cái con sông Tigris và Euphrates chảy qua. Thì phải nói rằng ấy, là Iraq như vậy ấy, là một nước mà có thể nói là giàu nhất cái khu vực Trung Đông. Thế thì cái cuộc chiến tranh xảy ra thì đã tàn phá toàn bộ cái đất nước này và người dân lại từ một cái nước từ một cái chỗ rất là giàu có sống rất là đầy đủ thì bây giờ trở nên là rất là khổ, an ninh thì không đảm bảo và đất nước thì bị chia cắt, mâu thuẫn sắc tộc rồi tôn giáo rồi giữa các đảng phái nó bùng lên rồi khủng bố. Như vậy rằng là đất nước bây giờ phải nói rằng là
nó rơi vào một cái tình trạng vô chính phủ và không có an ninh. Còn đối với Mỹ thì phải nói rằng là Mỹ, tôi cũng rất tiếc là Mỹ đã tiến hành cái cuộc chiến tranh này. Và họ đã chi đến khoảng đến 6.000 tỷ đô la cho đến nay, tức là chiếm đến 1/3 cái tổng thu nhập quốc nội của Mỹ. À, thế và cho đến nay thì người ta theo tính toán thì có khoảng đến 4.500 lính Mỹ đã bị chết và đến gần 40.000 lính Mỹ bị thương. Nhưng mà theo con số, theo nhiều những con số khác ấy, thì người ta nói rằng là con số này còn cao nữa. Thế nhưng mà Mỹ không đạt được cái mục tiêu của mình ở Iraq. Thưa Thượng tướng Lê Văn Cương, điều gì đã khiến cho cuộc chiến tranh tại Iraq vẫn diễn ra dù nó vấp phải rất nhiều sự phản đối của các quốc gia và thậm chí là đã có sự khuyên can là Washington không nên tiến hành cuộc chiến này tại Iraq? Tháng 10 năm 2001 thì Mỹ phát động chiến tranh đánh tan Taliban ở Afghanistan. Và bắt đầu từ cuối năm 2002 thì chính quyền Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lược Iraq. Chúng ta hãy hồi ức lại cái thời khắc lịch sử vào cuối năm 2002 và tháng Giêng tháng 2 năm 2003. Hai cái cỗ máy chiến tranh của Mỹ đã vận hành rất lớn, tiếp cận chuẩn bị vào cuộc chiến xâm lược Iraq. Và song song đấy là một cái phong trào phản đối cái cuộc chiến tranh này. Có thể nói tôi vào tháng 2 năm 2003, hàng trăm triệu người trên hành tinh này xuống đường yêu cầu chính quyền Washington phải dừng ngay, không được cuộc chiến chiến tranh xâm lược Iraq. Ngay cả các đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Âu, chúng ta nhớ rằng tháng 2 tháng Giêng năm 2003, Liên bang Đức và Pháp, hai cái trụ cột của châu Âu, đồng minh của Mỹ, cùng kịch liệt phản đối. Tất cả cộng đồng quốc tế đều tiên đoán được đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Thế tại sao chính quyền Mỹ phản động chiến tranh vào tháng 3 năm 2003 đối với chính quyền Saddam Hussein? Cái nguyên nhân do chính quyền Washington đưa ra là gì? Theo thông báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA báo cáo Tổng thống Mỹ là chính quyền Saddam Hussein sở hữu vũ khí giết người hàng loạt. Đây là vũ khí hóa, vũ khí sinh học. Thứ hai là chính quyền Saddam Hussein đã có quan hệ mật thiết về tổ chức khủng bố Al-Qaeda do Osama bin Laden cầm đầu. Nhưng thực chất hoàn toàn đây là một sự bịa đặt của CIA. Cộng đồng quốc tế đặt câu hỏi liệu đây là có phải yếu kém của CIA không? Họ nhầm lẫn không? Hay là họ biết chính quyền Saddam Hussein không có vũ khí giết người loạt mà vẫn dừng lên bịa đặt để tạo cớ? Nguyên nhân xấu xa của nó bắt nguồn từ cái bản chất chính trị cường quyền của Hoa Kỳ. Họ không chấp nhận bất cứ một quốc gia nào, một thế lực nào chống lại họ cả. Mà chúng ta nên nhớ rằng Saddam Hussein không chống Mỹ. Vào thời điểm 2002-2003, Saddam Hussein không hề xâm phạm đến quốc gia của Mỹ. Chỉ có một điều duy nhất là Saddam Hussein không theo Mỹ thôi. Mà chính trị Mỹ không thể chấp nhận như vậy được. Đây nằm sâu xa trong bản chất chính trị cường quyền của siêu cường. Chính điều này làm cho thế giới phản đối Mỹ. Chính cuộc chiến hiện nay đã làm Mỹ suy yếu về sức mạnh vật chất và nguy hiểm hơn, suy giảm uy tín vai trò Mỹ trên hành tinh này. Vâng, cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai và Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa quý vị và các đồng chí, 15 năm sau cuộc chiến tranh tại Iraq thì vũ khí hủy diệt hàng loạt, cái cớ mà Hoa Kỳ đưa ra khi phát động chiến tranh vẫn chưa được phát hiện ở Iraq, còn Tổng thống Saddam Hussein thì đã trở thành người thiên cổ. Iraq đã trở thành một quốc gia như thế nào sau cuộc chiến đã diễn ra cách đây 15 năm? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp sau. Ngay sau khi chế độ của Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, tháng 6 năm 2004, Hoa Kỳ đã dựng lên một chính phủ lâm thời ở Iraq. Tháng 1 năm 2005, cuộc bầu cử quốc hội chọn ra 275 thành viên được tổ chức. Một hiến pháp mới cho đất nước được phê chuẩn vào tháng 10 năm đó. Nhưng Iraq vẫn lâm vào tình trạng hỗn loạn và ngập chìm trong bạo lực. Năm 2006, tức 3 năm sau cuộc chiến, mọi thứ ở Iraq vẫn rối bời.
Ngày 5 tháng 11 năm 2006, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị tuyên phạm các tội ác chống lại loài người và bị treo cổ vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Nhưng cái chết của ông Saddam Hussein không chấm dứt các cuộc nổi dậy chống Hoa Kỳ ở Iraq. 2006 là năm đầu tiên của giai đoạn mà sau này các nhà sử học gọi là cao điểm bạo lực ở Iraq. Các cuộc nổi dậy bùng phát, căng thẳng sắc tộc leo thang. Hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến do Hoa Kỳ phát động tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Vào thời điểm này, hầu hết viên chức, sĩ quan, binh lính Iraq trước đây là người theo nhánh Sunni được ưu đãi. Bây giờ thất nghiệp, bị rơi vào cảnh khốn cùng. Họ thù ghét Hoa Kỳ và chính quyền do Hoa Kỳ dựng lên. Họ đua nhau gia nhập nhóm phiến quân của Zarqawi lãnh đạo. Đến năm 2006, Zarqawi bị giết chết trong một trận không kích. Từ đó, nhiều người đã nghĩ đến cơ hội cho một đất nước Iraq hòa bình, ổn định, chấm dứt nội chiến. Tuy nhiên, sự yếu kém của chính quyền trung ương và lực lượng an ninh Iraq, đất nước này vẫn như một bãi lầy với Hoa Kỳ và đồng minh. Bỏ của chạy lấy người, sau khi nhậm chức năm 2009, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố rút quân khỏi Iraq. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút đi, trách nhiệm bảo đảm an ninh đè nặng lên lực lượng vũ trang Iraq. Nhiệm vụ của họ rất cam go vì phong trào nổi dậy, bao gồm cả Al-Qaeda, dù đã suy yếu nhưng vẫn có thể gây đổ máu với những vụ khủng bố tự sát. Năm 2013, sau khi IS nổi lên, chúng đã nhanh chóng chiếm được phần lớn lãnh thổ của Iraq. Liên tiếp các cuộc tấn công đẫm máu xảy ra, gây thiệt hại to lớn về người, khiến 3 triệu người dân Iraq phải lưu vong, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng. Để tái thiết lại những khu vực bị tàn phá nặng nề bởi giao tranh, Iraq sẽ cần hàng tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng, đất nước Iraq trong giai đoạn từ sau năm 2003 được phác họa bởi tình trạng bạo lực, các cuộc nổi dậy, các vụ đánh bom liều chết và rồi là sự nổi lên của IS. Tự do dân chủ chưa thấy đâu, nhưng người dân Iraq đã phải nếm đủ mọi hệ lụy đau đớn từ cuộc chiến cách đây 15 năm. Thưa đại sứ Ngô Quang Khai, nhìn lại 15 năm thì ông nhận định như thế nào về nền tự do mà Hoa Kỳ muốn mang lại cho Iraq khi mà phát động cuộc chiến tranh tại quốc gia này? Khi mà phát động cái cuộc chiến tranh chống Iraq ngày 20 tháng 3 năm 2003 thì Mỹ lấy tên cái chiến dịch quân sự này là chiến dịch tự do cho Iraq, Iraqi Freedom. Và Mỹ sẽ đem lại hòa bình, rồi hạnh phúc, rồi dân chủ, tự do, rồi cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Iraq. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Và đến nay thì 15 năm đã trôi qua thì tình hình Iraq tồi tệ như thế nào thì mọi người đều biết. Và hàng trăm cái đảng phái, rồi là những cái phe phái sắc tộc nổi lên, rồi những cái tổ chức khủng bố nổi lên như nấm, mọc lên như nấm. Rồi đất nước thì chia rẽ. Hầu như là bây giờ chia rẽ làm 3 phần. Một phần người của người Shiite và người một phần của người Sunni và phía Bắc là của người Quốc. Và chính phủ hiện nay là không kiểm soát được. Cái chiến dịch tự do cho Iraq là không phải đem lại cái tự do cho cái đất nước này, mà đây là nó thực hiện một cái kế hoạch, nhằm thực hiện một cái kế hoạch của Mỹ. Tức là trong cái chiến lược của Mỹ là thay đổi cái cục diện địa chính trị tại khu vực Trung Đông, bắt đầu bằng cái chiến dịch quân sự chống lại Iraq. Hồi đấy là Iraq là một trong những cái đồng minh của Liên Xô. Cái chiến dịch này ấy, không phải là đem lại tự do và cho Iraq, mà là nó nằm trong một cái chiến lược của Mỹ là thay đổi lại cái bàn cờ chiến lược tại khu vực Trung Đông và lật đổ tất cả những cái chính quyền mà thân Liên Xô trước đây và thân ngã ngày nay. Vâng ạ, cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa tướng Lê Văn Cương, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh không lâu thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là ông Colin Powell cùng với lại Tổng thống Hoa Kỳ là ông George Bush đều tỏ ra hối tiếc khi đã phát động cuộc chiến tranh nhằm vào Iraq với cái cớ là Iraq sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Tuy nhiên thì hiện nay có rất nhiều ý kiến cho rằng là phải chăng chính quyền của Hoa Kỳ đã muốn lặp lại kịch bản tương tự ở Syria khi mà cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học ạ? Về vấn đề này thì tôi cũng xin nhắc lại một sự kiện diễn ra 2017 vừa rồi. Nó mới cách đây cho đến một năm đâu ạ. Ngày 1 tháng 4 năm 2017 thì tại tỉnh Idlib đã xảy ra một sự kiện là có vũ khí hóa học. Hai ngày sau
chính quyền Mỹ tuyên bố ngay đấy là chính quyền Assad sử dụng, và lấy cái cớ này bắn 59 quả tên lửa vào các căn cứ quân sự chính quyền Assad. Về sự kiện này, tôi xin lưu ý quý vị khán giả rằng đến bây giờ sau gần một năm rồi, các thanh sát viên Liên Hợp Quốc cùng chưa đưa ra kết luận nào cả. Cái tổ chức giám sát vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc đến giờ phút này cũng chưa có kết luận là ai sử dụng vũ khí hóa học mùng 4 tháng 4 năm 2017. Thực hiện mới hơn gần năm thôi ạ. Chứ trở lại đây, đúng, dư luận tôi cho rằng dư luận cảnh báo rất sớm để chuẩn bị cho cuộc can thiệp quân sự mới ở Syria. Thì chắc chắn họ sẽ tạo cớ. Mà cái cớ lần này không phải như Saddam Hussein. Chính quyền Assad không còn vũ khí hóa học nữa. Chúng ta nên nhớ rằng là cái sáng kiến đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình vào tháng 9 năm 2013, chính quyền Assad đã chuyển giao toàn bộ vũ khí hóa học cho Liên Hợp Quốc rồi. Cái việc này được kiểm chứng rồi. Chứ từ năm 2013 bây giờ chính quyền Assad không còn có vũ khí hóa học nữa. Thì làm sao mà vũ cáo những Assad sử dụng gạt vào tháng 4 tháng 4 năm 2017 được? Nhưng khi cần phát động chiến tranh xâm lược, họ vẫn có tạo cỡ, họ đang chuẩn bị cỡ. Cái việc này làm quen thuộc chính quyền Mỹ. Và dư luận quốc tế hiện nay đang rất là lo lắng Mỹ sẽ tiếp tục tạo cỡ để phát động một cuộc xung đột quân sự lớn ở Syria. Và cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, một trong những cái hậu quả của cuộc chiến tại Iraq năm 2003 đấy là việc hình thành nên một cái tổ chức khủng bố mang tên là Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo ông thì cái hậu quả đó là như thế nào, và liệu rằng còn có một cái nguyên nhân nào khác nữa không dẫn tới sự hình thành của IS ạ? Chúng ta đều biết là trước cái cuộc chiến tranh của Mỹ và phương Tây chống Iraq năm 2003, thì ở Iraq là không có một cái tổ chức khủng bố nào cả. Và chính quyền Iraq cũng không có cái mối quan hệ nào với các cái tổ chức khủng bố trên thế giới, và đặc biệt là cái tổ chức Al-Qaeda. Đến nay thì sau cái cuộc chiến của Iraq năm 2003 thì một loạt các tổ chức khủng bố đã được hình thành tại Iraq, và trước hết và lớn nhất và nguy hiểm nhất là cái tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thế thì tôi cho rằng ấy là cái nguyên nhân duy nhất cho cái việc hình thành cái tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ấy là cái cuộc chiến của Mỹ năm 2003. Và chính cái điều này ấy, thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn của hãng CNN của Mỹ, thì cựu thủ tướng Anh Tony Blair cũng đã thừa nhận về cái sai lầm của cái cuộc chiến tranh này. Và ông ta có nói rằng là nếu không có chiến tranh chống Iraq năm 2003 thì sẽ không có cái tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Đó. Thế thì hậu quả của nó như thế nào thì mọi người đều đã rõ. Và không chỉ cái IS không chỉ là thảm họa đối với Iraq, Syria rồi Trung Đông, mà nó là còn là một cái thảm họa đối với toàn thế giới. Hiện nay là cái hoạt động của tổ chức này của IS không chỉ hạn chế ở khu vực Trung Đông, ở Iraq, Syria, ở khu vực Trung Đông, mà nó còn lan sang châu Đông Nam Á, thế rồi là châu Phi, rồi ngay cả châu Âu và ngay cả ở trong lòng nước Mỹ nữa. Thế thì mặc dù là hiện nay là có rất nhiều những cái cố gắng nào là của Liên Hợp Quốc, rồi của cộng đồng quốc tế, rồi là thành lập một cái liên minh chống khủng bố IS rất là lớn với sự tham gia của đến hơn 60 nước. Thế nhưng mà đến nay thì vẫn không tiêu diệt được cái tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Tại hiện nay là đúng là đã kiềm chế được cái hoạt động của họ tại Iraq và Syria, nhưng mà vẫn chưa tiêu diệt được hoàn toàn nó. Và hiện nay IS vẫn là một cái nguy cơ đối với khu vực Trung Đông và đối với toàn thế giới. Và tôi cho rằng cái lý do mà IS chưa bị tiêu diệt được và sắp tới cũng không phải dễ dàng tiêu diệt được cái tổ chức này, bởi vì chính Mỹ rồi những nước phương Tây rồi một số nước khác nữa cũng đã lợi dụng cái hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS để thực hiện những cái mục tiêu
riêng của mình tại khu vực. Ngay chính Mỹ hiện nay là đang ủng hộ IS để chống lại chính quyền của Bashar al-Assad. Thế nên là cái cuộc chiến chống lại khủng bố và chống cái tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ấy, tôi cho rằng là nó sẽ còn hết sức là khó khăn và còn nhiều cam go. Vâng, cảm ơn đại sứ Vương Quang Khai. Vậy thì theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, thế giới của chúng ta cần rút ra một cái bài học như thế nào sau cái cuộc chiến tranh này? Sau 15 năm nhìn lại cuộc chiến tranh Iraq và bản thân cuộc chiến tranh Iraq này, nó đẩy thế giới vào một cuộc đại khủng hoảng trên cái địa bàn Bắc Phi và Trung Đông. Và ngay chính cuộc chiến tranh này cũng đẩy Mỹ vào suy yếu. Một trong những nguyên nhân đẩy Mỹ đến cái cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ tồi tệ nhất vào tháng 8 năm 2008. Chúng ta nên nhớ như vậy. Từ cuộc chiến tranh này, theo tôi có 3 vấn đề cần phải rút ra. Cái điều thứ nhất, để không còn xảy ra cái thảm cảnh của nhân loại nữa, thì gần 200 quốc gia trên thế giới này mà trực tiếp là những người nắm quyền lực các quốc gia này phải thực hiện nghiêm chỉnh hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cái khoản 3, khoản 4 của điều 2 hiến chương. Khoản 3, khoản 4 điều 2 hiến chương nói rằng tất cả mọi thành viên quốc phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, cấm chỉ các thành viên Liên Hợp Quốc đe dọa dùng vũ lực và trực tiếp dùng vũ lực trong những cuộc tranh chấp. Tôi cho điều đầu tiên rút ra là tất cả mọi thành viên, trước hết và chủ yếu là 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, phải làm gương thực hiện đúng hiến chương. Tất cả quốc gia chỉ sử dụng vũ lực trong hai trường hợp: một là bị tấn công, đấy là quyền tự vệ chính đáng; thứ hai là phát động xung đột quân sự dưới nguồn cớ Liên Hợp Quốc. Cái điều thứ hai đối với chủ nghĩa khủng bố. Có cái nghịch lý trong thời đại chúng ta thế này: mỗi năm gần 200 quốc gia chi ra đến 1.500 tỷ cho quốc phòng, vừa máy khổng lồ đến như vậy thế mà thua tiêu đường khủng bố. Đại sứ Nguyễn Khai vừa giải thích một phần, tôi muốn nói thêm thế này: bản thân chủ nghĩa khủng bố, thế lực khủng bố là cái ác, là cái xấu, loài người phải đoàn kết chặt chẽ nhau và loại bỏ nó. Muốn loại bỏ khủng bố thì không một quốc gia nào, không một thế lực nào, không một cá nhân nào hỗ trợ hậu thuẫn cho khủng bố cả. Các quốc gia phải đoàn kết với nhau, chắc chắn sẽ loại bỏ được chủ nghĩa khủng bố khỏi đời sống xã hội. Cái điều thứ ba, bản thân cái hoạt động khủng bố nó mang tính là một hiện tượng xã hội, mang tính lịch sử. Chứ mình loại trừ khủng bố tận gốc rễ thì các quốc gia, trước là các quốc gia phát triển ở Trung Đông, Bắc Phi, phải xây dựng phát triển kinh tế, phải tạo môi trường xã hội trong nước lành mạnh, đảm bảo cho mọi người dân được hưởng thụ cái thành quả phát triển kinh tế của họ. Riêng việc này các nước đang phát triển Trung Đông, Bắc Phi không thể làm được. Các nước phát triển, các nước giàu phải hỗ trợ họ, giúp đỡ họ về phương tiện, về nguồn tài chính, về kinh nghiệm, về tổ chức, về thông tin. Loài người phải đoàn kết chặt chẽ với nhau. Bản thân các nước đang phát triển phải tổ chức lại cái xã hội, tạo ra cái đồng thuận từ nhiều sắc tộc, từ nhiều tôn giáo khác nhau. Mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm về quốc gia của mình. Tôi cho rằng là cái bài học lớn nhất ấy, là tôi chắc rằng là Mỹ cũng đã rút ra được, tức là không thể giải quyết được những cái cuộc xung đột bằng biện pháp quân sự. Đấy, thế ở Iraq ấy, thì là Mỹ và Liên Quân gồm đến hơn 40 nước với sự tham gia của gần 200.000 binh lính, với tàu chiến, rồi máy bay, rồi xe tăng đại bác, tức là huy động tất cả những cái lực lượng gọi là mạnh nhất của NATO, của Mỹ và NATO. Nhưng đến bây giờ thì cái cuộc xung đột của Iraq, cái vấn đề Iraq vẫn không được giải quyết. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng ấy, là mà cuối cùng ấy, thì Tổng thống Obama đã phải quyết định rút quân khỏi Iraq. Và hiện nay ấy, là chính quyền Iraq hiện nay cũng đang đòi Mỹ là phải rút nốt 6.000 quân khỏi Iraq ấy. Thế thì phải nói rằng là như vậy là Mỹ đã dùng cái sức mạnh quân sự để giải quyết cái vấn đề Iraq, đã không đạt được cái mục tiêu. Và tôi cho đấy là cái bài học lớn nhất
cái việc giải quyết vấn đề Syria hiện nay tôi nghĩ rằng là cũng không thể giải quyết được quân sự mà phải bằng cái biện pháp hòa bình và phải nối lại những cái cuộc thương lượng tại cái hội nghị Geneva để giải quyết cái cuộc xung đột ở Syria. Cái biện pháp quân sự chỉ thành công trong trường hợp người ta dùng biện pháp quân sự để tự vệ chính đáng. Chứ còn nếu như kẻ nào, lực lượng nào, thế lực nào, quốc gia nào mà dùng biện pháp quân sự để áp đặt, trong lịch sử chưa bao giờ chứng minh là thành công. Nếu muốn dùng biện pháp quân sự để áp đặt cho người khác thì chắc chắn thất bại. Đây là bài học lớn nhất trong mối quan hệ quốc tế này. Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương và Đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa quý vị và các đồng chí, 15 năm trôi qua kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq, di sản của cuộc chiến tranh vẫn đang ảnh hưởng đến Trung Đông và gây chia rẽ trong nội bộ của Hoa Kỳ. Và không quá lời khi mà hãng tin Al Jazeera đã đánh giá, đối với người dân Iraq bình thường thì lợi ích của nền dân chủ có vẻ quá ít so với di sản kinh hoàng khác của cuộc chiến. Thật trớ trêu là sau 15 năm xây dựng chế độ được gọi là tự do và dân chủ, thì người dân của Iraq dường như nhận ra rằng đất nước của họ thực sự cần một sự tập trung, thống nhất quyền lực mạnh mẽ chứ không phải là chia năm xẻ bảy trong khói lửa của chiến tranh và bạo lực. Và nhân loại cũng đã có lời cảnh tỉnh cho mình về sự tàn ác của chiến tranh. Khát vọng về hòa bình vẫn luôn hiện hữu. Ở phần bình luận trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần.